Xin chào tất cả các bạn. Chưa có bạn nào hết. Hello Trịnh Thành Long. Hello Đinh Hữu Tuấn. Hello mọi người, hello mọi người. Chào các anh, các chị, các bạn. Hello, hello. Lâu lắm rồi, giờ anh mới stream lại. Đúng rồi, bữa giờ bận quá mày ơi, nay mới có thời gian tiếp xíu. Bận lắm, bữa giờ bận lắm. Chào anh, chào anh áo cưới Dũng Hà. Huỳnh Thương 25 lần rồi. Bỏ gần cả tháng rồi mà không đếm, nhớ hay vậy. Đi tập gym ha anh, đúng rồi bạn. 15 phút nữa, cho nên ngồi đây stream luôn 15 phút. Lâu rồi mới gặp, xin chào bạn. Người chính của anh có phải là nhiếp ảnh không anh? Không đâu bạn. Mình làm nhiếp ảnh chơi chơi thôi, chơi vui thôi. Nó là cái hobby á, dường như là cái sở thích của mình thôi. Sau này mà có điều kiện thì mình sẽ làm. Giờ thì chưa. Tại vì nó không có nuôi sống bản thân mình được. Nhưng mà nhiếp ảnh thì mình cảm thấy nó hay thì mình làm thôi. Quốc Trần anh ơi, sao bạn? Ok, chào anh Nghĩa, Sigma 1750, F2.8 với lại Canon 50, cái nào xóa phông hơn ạ? 50 F1.8 của Canon xóa phông hơn mà. Xóa phông á là nó phụ thuộc vô hai cái yếu tố. Cái thứ nhất á là tiêu cự, cái thứ hai là khẩu độ. Thì cái tiêu cự nó sẽ làm cho cái trường ảnh của bạn nó hẹp lại, là tại vì cái khoảng cách của bạn từ bạn tới người mẫu nó sẽ nhỏ hơn. Rồi cái khẩu độ nó sẽ quyết định cái trường ảnh của cái bức hình của các bạn nữa. Cho nên cái lens khi mà bạn đọc cái thông số thì bạn thấy cái 50 á, nó mở ra tới được 1.8 lần. Cho nên chắc chắn là nó sẽ xóa phông đẹp hơn, nó xóa phông nhiều hơn. Anh Nghĩa cho em xin review lens 16-35 f2.8 đời 3, không biết anh có xài qua chưa? Xài qua rồi bạn. Cái lens này á, là góc của nó khá rộng. Bạn chụp cảnh bình thường thì ok. Còn mà khi bạn chụp tiệc á, thì bạn để cái 16-35, bạn để 16 á, bạn chụp thì nó cũng được. Nhưng mà những cái người mà nó nằm ngoài rìa á, nó sẽ bị distortion, là nó bị méo rất là nhiều. Thì nếu mà chụp một hai người hoặc là một nhóm người á, thì bạn nên cố gắng để cái nhóm người đó vô giữa của cái trung tâm của cái bức hình thì nó sẽ không bị méo quá nhiều. Còn nếu không mà người ta đứng dàn trải ra hết cái góc rộng, mà người ta dàn trải ra hết cả bức hình của bạn á, thì những cái người đứng ngoài rìa á, họ sẽ bị mập hơn hay là bị méo méo. Cái đó thì người ta nhiều khi người ta không có thích, thì lên lưu ý vấn đề này thôi. Chứ còn chất lượng hình ảnh của lens thì khá là đẹp. Anh Nghĩa cho em hỏi fix 50 có khoảng cách bao xa để lấy nét người mẫu khi chụp hình ngang hả? Khoảng cách nó phụ thuộc vô nhiều cái yếu tố khác nhau lắm bạn. Giống như bạn đứng ở trong những môi trường khác nhau, cùng với đó là cái khoảng cách từ người mẫu của bạn cho tới hậu cảnh nữa. Cho nên không có một cái khoảng cách nhất định nào hết á. Nó phải phụ thuộc vô cái môi trường mà lúc bạn đang chụp ở đó. Chứ giờ mình nói, thí dụ mình nói 50m đi, thì bạn ra bạn chụp lỡ, nhiều khi cái khoảng cách từ người mẫu của bạn cho tới cái hậu cảnh á, là những cái đằng sau lưng á, nó thay đổi, thì cái khoảng cách đó nó không có còn hoạt động được nữa. Cho nên là nó phụ thuộc thôi, tùy theo cái trường hợp thôi. Thì bạn phải, cái đó là cái kỹ năng mà mình cần phải luyện tập rất là lâu. Nó không có một cái câu trả lời nào mà mình nói nhất định cho các bạn hết. Thì giống như là sau một cái khoảng thời gian các bạn sử dụng máy ảnh rồi, các bạn mới biết, các bạn mới có ý thức về những cái khoảng cách này, và trong từng cái trường hợp các bạn đều đọc được cái thông số đó hết. Chứ giờ mình không có nói cho các bạn được, tại nó thay đổi, nó tùy thuộc theo cái trường hợp nữa.
Trịnh Thành Lâm chụp phóng sự ở nhà thờ và tiệc tại nhà. Em xài 7D 40fps. Là cái fan khác các bạn mày. 17-40 có là ổn không hả? Rồi cách chụp như thế nào là ổn hả? Chụp được bạn à. Nếu mà xài 7D thì nên chú ý là đừng có chụp tối, với lại đừng có xài độ nhì sáng nhiều quá, tại vì hình nó khá là nhiều. Còn về cái vấn đề mà bạn có hai cái lens đó thì chụp khá là ổn định rồi đó. Tùy thuộc theo nếu mà chụp nhóm á, chụp đông người hoặc chụp cảnh á, thì để 17. Còn mà chụp chân dung á, thì vặn lên 40. Hoặc là lấy lên 40 mở ra F2.8 chụp. Vậy là ok rồi. Quốc Trần, em cảm ơn anh nhé. Không có gì bạn ơi. Áo cưới Dũng Hà, làm sao để tính được trường ảnh vậy? Có lúc anh chụp 80 mà 85 F1.2 mà xóa không thấy. Không thấy xóa là sao? Đó thì giống như là em nói á, giống như là cái khoảng cách cùng với cái trường ảnh á, là nó có ba cái yếu tố nó phụ thuộc vô, nó ba cái yếu tố mà nó quyết định được cái độ sâu của trường ảnh của mình. Cái thứ nhất đó là tiêu cự. Thì nó cái tiêu cự á, là nó ảnh hưởng tới khoảng cách từ mình cho tới người mẫu. Khoảng cách từ cái cảm biến của máy cho tới người mẫu, thì cái tiêu cự càng cao thì khoảng cách của mình nó càng nhỏ. Và cái thứ hai nữa là khoảng cách từ người mẫu cho tới hậu cảnh. Nếu mà khoảng cách từ người mẫu cho tới hậu cảnh nó quá lớn á, thì cái phông nền nó rất là dễ xóa. Còn mà nếu người mẫu mình đứng giống như là đứng sau lưng người mẫu là bức tường đi, thì cái việc xóa bức tường nó đi rất là khó, tại vì cái khoảng cách từ người mẫu cho tới hậu cảnh nó quá là nhỏ. Cái thứ ba nữa là cái khẩu độ. Nếu mà cái khẩu độ của mình nó quá lớn hoặc là nó quá nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc xóa phông. Nếu mà một khẩu mở lớn thì xóa phông nó dễ hơn. Thì mình phải hiểu ba cái yếu tố này để mà mình xóa phông hoặc là mình kiểm soát được cái trường ảnh của cái bức ảnh của mình. Thì nó không có một cái thông số phụ nhất định nào, hoặc là nó không có một cái cách nhất định nào hết á. Nó phụ thuộc rất là nhiều vô cái môi trường của mình đang chụp lúc đó. Cho nên cái này là do cái vấn đề kinh nghiệm mà. Chứ mà bây giờ nói dạy như mấy bạn hay là mấy anh hỏi là có cái thông số nào hoặc là cái cách nào không, thì thực sự nó không có. Mình là phải, cái đó là phụ thuộc vô vấn đề kinh nghiệm rồi. Mình thì mình phải tập chụp rất là nhiều để mà mình kiểm soát được ba cái khoảng cách đó. Hai cái khoảng cách cùng với lại cái tiêu cự đó thì mình mới kiểm soát được hình ảnh tốt được. 7.D thì dùng lens đa dụng nào là hợp lý nhất anh? Nói về lens đa dụng thì hợp lý nhất cho máy crop của Canon thì mình thấy 18-135 là ok lắm rồi đó. So về giá tiền cùng với cái chất lượng mà nó đem lại thì mình thấy là được. Anh Nghĩa, ngày làm mấy giờ anh? Ngày mình làm hiện tại bây giờ thì ngày mình làm 8-10 tiếng mà. 2 tuần nữa thì mình có thể làm tăng ca thì làm nhiều hơn. San hô đen cho mình hỏi. Mình mới mua 6D nhưng khi chụp màu da cứ xanh xanh tái tái, sau đó chụp chế độ standard sao chỉnh là kiểu da trắng hồng. Mình mới làm cái video về chụp chân dung mà làm cho da nó ra màu trắng với màu hồng là tâm chủ đạo á. Bạn lên bạn xem nha. Thì cái vấn đề của cái 6D mà khi bạn mới mua máy, không biết có setup chưa. Thì nếu mà chưa có setup thì bạn bật Picture Style lên, bạn setup như thế nào thì mình lên coi những cái video của mình cũng đã nói một vài lần rồi đó, thì bạn có thể biết. Còn về cái da nó màu xanh xanh tái tái á, là do cái white balance của bạn nó set ở một cái độ ca nó quá lớn. Hoặc là khi mà bạn shift á, nó shift về cái phía màu xanh lá cây hơn quá nhiều. Thì bạn lên bạn coi cái video mình mới làm á, là bạn sẽ biết cách mình chỉnh nó tốt hơn. Ngô Đình Nguyên, chào sếp Nguyên. Sếp Nguyên lúc này hút thuốc nhiều quá nha, bỏ thuốc đi. Minh Quân, Hu, em mới mua con 6D cộng với lens 50 f/1.8 IL mà em lấy nét nó cứ bị ao ao, sau đó phải là do lens hay do máy à? Không phải do lens, cũng không phải do máy, mà là do bạn. Tại vì bạn phải biết là cái trường ảnh của bạn ở 50 với lại f/1.8 là nó rất là hẹp, cho nên bạn phải giữ một cái khoảng cách tốt cho tới người mẫu của mình, hoặc là cái khoảng cách từ người mẫu của bạn cho tới hậu cảnh nó không có được quá xa. Nếu mà nó quá xa là cái trường ảnh của bạn bây giờ hẹp, nó còn lại càng hẹp hơn nữa. Cho nên những khi bạn lấy nét á, nó sẽ bị dễ bị ao lắm. Thì sau này mà có chụp á, nếu mà cái khoảng cách của bạn tới người mẫu không thể nào mà gia tăng được nữa, thì mình nên khép khẩu lại để lưu ý. Cùng với đó là cái bạn phải xác định được là tấm hình của mình bị ao nét hay là nó bị thiếu tốc độ. Nếu nó thiếu tốc độ thì phải tăng độ nhạy sáng hoặc là mở khẩu ra lớn một chút cho cái tốc độ màn chập nó cao lên chút. Nếu không là nó sẽ bị không có như ý.
quất trần cho em hỏi giữa lens 16-35 f2.8 với lại 24-70 f2.8 mình nên chọn cái nào sử dụng lâu dài, nhu cầu trường hợp ở ngoài trời mọi người. Mình á thì mình chọn 24-70 và mình đã chọn rồi. Tại vì đối với mình á, ở trên một cái máy full frame nha thì 24 nó cũng là quá là rộng rồi. Mà chụp ở 24 nhiều khi các bạn cũng cảm thấy được cái vấn đề là góc của nó rộng như vậy á thì nó bị distortion, mà nó bị méo ảnh nó rất là nhiều. Nếu như là lên 16 nữa thì nó càng bị méo hơn nữa. Thì như bạn đã có đề cập tới là bạn sử dụng lâu dài, cùng với đó là bạn sẽ chụp nhiều cái thể loại khác nhau. Thì cái lens 24-70 á chắc chắn là nó sẽ chụp chân dung đẹp hơn cái lens 16-35 rồi. Tại vì ở cái tiêu cự 70 thì nó chụp đẹp hơn 35. Cùng với đó là cái độ mở lớn hơn, cái chất lượng của lens nó cũng hơn nữa. Cái 16-35 thì nó hơn, chỉ có được cái điểm nó hơn là góc rộng thôi. Và mình cũng không thực sự thích góc rộng. Đối với mình 24 là ok rồi đó. Nếu mà rộng quá thì có nhiều bạn á, khi mà các bạn mới chụp ảnh thì cái góc rộng nó tạo cho mình một cái cảm giác lạ lắm khi mà mình nhìn vô bức hình. Tại vì cái tầm mắt của bức hình nó quá là rộng đi, nhìn nó hơi lạ lạ vậy thì các bạn thích. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian, không lẽ các bạn cứ đi và các bạn chụp góc rộng hoài đó, thì mình cũng phải chụp chân dung hay là chụp chụp tiệc, chụp cảnh này kia chứ. Thì nên là 24-70 nếu như các bạn nghĩ tới cái việc sử dụng lâu dài. Còn 16-35 thì mua chụp cảnh, chụp góc rộng chơi thì cũng được. Hưng ra, anh ơi, em còn đi học, em muốn mua 700D mà không biết nên mua máy mới hay máy cũ, anh phân tích cho em giữa máy mới và máy cũ đi. Máy mới hay máy cũ gì nó không quan trọng đâu. Cái đó thật sự, nếu mà bạn mua một cái máy mà nó còn sử dụng được, còn chụp được tốt ra một bức hình, tôi thấy ok. Nó không bị mớp méo, không bị rớt này kia là mình thấy xài được rồi. Còn máy mới hay máy cũ thực sự không quan trọng. Cái có nhiều người thì người ta sử dụng đồ công nghệ thì người ta có cái quan niệm là xài máy mới thì nó yên tâm hơn. Mình là mình như vậy á, cho nên mình mua đồ này kia á, mình khi mà các bạn vô một cái tiệm nó có uy tín, các bạn mua một cái món đồ mới luôn thì các bạn trả cái giá tiền nó mắc hơn, nhưng mà các bạn mua lại được cái sự yên tâm là các bạn xài. Mà các bạn, tại vì khi mà các bạn mua một cái máy ảnh hay là một cái vật gì đó, một cái dụng cụ gì đó mà các bạn sử dụng mà các bạn cứ sợ nó bị hư á thì sẽ không phát huy được hết cái công dụng của nó. Giống như khi các bạn mua một cái máy 700D để các bạn quay phim đi, mà các bạn cứ sợ là quay phim nhiều quá cái sensor nó bị hư, thì nhiều lúc mà có một cái thước phim đẹp các bạn không dám đưa máy lên quay nữa, tại vì các bạn sợ máy nó bị hư. Thì đó, cho nên mình vô một cái tiệm mình mua một cái món đồ nó mắc hơn để mình mua lại cái sự yên tâm đó, để mình xài cái món đồ này mà mình không có sợ gì hết. Thế đó là như vậy. Còn mà nếu mà các bạn không có đủ điều kiện thì mình mua đồ cũ xài cũng không sao hết, cứ xài, dù gì cũng mua nó với cái giá rẻ rồi mình cứ xài cho nó tới khi nào nó hư mình đổi cái mới. Áo cưới Dũng Hà, cảm ơn em rất nhiều nhé, không có gì anh ơi. Lê Hữu Nghĩa, anh ơi sao không ra clip tiếp đi, chụp ngược sáng chụp đêm đi anh. Mình có ra clip chụp ngược sáng rồi mà, chụp đêm ok, để mình làm lại cho các bạn tiếp. Với lại á, các bạn phải biết như nè, cho dù các bạn chụp cái gì đi nữa thì cái vấn đề kiểm soát ánh sáng cùng với đó là cái mắt thẩm mỹ của các bạn nó rất là quan trọng. Mình làm video là để mình chia sẻ với các bạn cách mà mình làm cái vấn đề đó như thế nào thôi. Còn về cái mình không có bắt các bạn là phải làm y chang mình, tại vì cái đó không bao giờ được hết. Các bạn không thể nào làm y chang mình được, mà mình cũng không có bắt ai làm theo một cái cách nào được hết. Mỗi người ta sẽ có một cái cách khác nhau. Đó là cái cách mình làm như vậy, mình chia sẻ với các bạn. Không có nghĩa là các bạn phải làm giống y chang, mà các bạn có một cái khái niệm nào đó về cái cách mà mình làm sao đó để nó ra được một bức hình như vậy thôi. Còn về cái vấn đề mà các bạn muốn chụp đẹp hay là này kia thì cái nó phụ thuộc vô rất là nhiều cái kinh nghiệm của các bạn, cùng với lại cái mắt thẩm mỹ của các bạn. Giống như là mình làm, có rất là nhiều bạn á hay hỏi mình á là bây giờ nè, em muốn chụp một tấm hình như vậy thì có một cái cách nào đó để cho em làm như vậy không? Không có một cái cách nào hết đó các bạn. Các bạn phải tự các bạn tìm hiểu rất là nhiều, cùng với đó là các bạn phải có cái kinh nghiệm của các bạn nữa. Thì mình phải đi mình chụp rất là nhiều, mình mới rút tỉa ra được những cái điểm nào sai đúng, hoặc là cái mắt thẩm mỹ của các bạn như thế nào. Có nhiều lúc cái tấm hình nó rất là đẹp so với các bạn, nhưng mà nó không đẹp so với người khác, hoặc là ngược lại. Hoặc là các bạn cứ suy nghĩ giống như đơn giản á, là giống như làm toán vậy đó. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3 đi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình lấy 1 cộng 2 cũng bằng 3 vậy. Thì có nhiều cái cách khác nhau để người ta ra được một cái bức ảnh, hoặc là ra được một cái sản phẩm cuối cùng, tùy thuộc theo cái cách mình sử dụng mình làm thôi. Nó không có đơn giản như vậy.
Các bạn cứ đặt một cái câu hỏi rất là phức tạp, xong các bạn cứ expect cái câu trả lời nó rất là đơn giản. Giống như là: anh ơi, làm sao để em chụp một tấm hình ngược sáng mà đẹp? Cái câu hỏi nó nghe rất là đơn giản, các bạn cứ expect là bây giờ chỉnh thông số giống vậy là ra chụp. Nhưng mà chắc chắn là không phải vậy, là nó phụ thuộc vô rất là nhiều cái yếu tố, giống như là ánh sáng của mặt trời lúc đó. Mặt trời nó lên từ đâu tới đâu, cái lúc đó là 12 giờ trưa, hoặc là 2 giờ chiều, hoặc là 3 giờ chiều, hoặc là mặt trời nó sắp lặn, hoặc là hay là đang lên. Đó, nó phụ thuộc vô nhiều cái yếu tố đó nữa. Rồi nó phụ thuộc vô cái dụng cụ của bạn nữa. Bạn có đèn hay là tấm hát sáng, hoặc là bạn chụp như thế nào, cái máy của bạn nó mở được khẩu độ bao nhiêu. Thì rất là nhiều yếu tố nó phụ thuộc. Mình làm cho các bạn là thí dụ mình làm một cái video về chụp ngược sáng đi, thì mình sẽ cho các bạn biết là mình sử dụng cái máy của mình. Cái máy của mình nó đạt tới khả năng của nó, độ nhạy sáng, cùng với đó là dụng cụ của mình là bao nhiêu, khẩu độ mình mở được tới bao nhiêu, mình có đèn hoặc là mình có tấm hát sáng, mình làm như thế nào đó để ra được cái tấm hình như vậy. Thì nó rất là phức tạp, cho nên khó khả năng mình mới làm được. Còn về cái vấn đề mà làm như thế nào thì mình vậy, như là mình chỉ cho các bạn một cái khái niệm nào đó thôi, chứ mình không bắt các bạn phải làm để đi trang được. Ok, Thoa Cúc Xanh: chào anh Nghĩa, em mới dùng máy, em dùng máy 600D thì nên chụp chế độ nào và khi chụp buổi tối bình thường chứ không bị chậm tốc độ hả? Và hình vẫn sáng. 600D thì nó là máy crop của Canon nha bạn, cái nó cũng hơi cũ rồi. Và khi các bạn sử dụng những cái máy crop này thì các bạn phải lưu ý là cái khả năng xử lý ánh sáng ở trong bóng tối của nó không có được tốt. Có nghĩa là khi các bạn đưa độ nhạy sáng lên quá cao thì hình nó sẽ bị nhiễu dữ lắm. Thì nếu mà trong khi mà các bạn chụp buổi tối á, thì nên sử dụng đèn flash. Tại vì khi các bạn sử dụng đèn flash á, sẽ giảm được cái phần nào đó độ nhiễu của bức hình, cùng với đó là giảm contrast nữa. Thì chế độ thì mình sử dụng, mình vẫn xin lỗi các bạn, mình vẫn sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ thôi. Còn cách mà mình chụp tối như thế nào, bạn có thể lên xem cái video mà mình dùng cái đèn flash cóc ở trên 700D á, ở trên channel của mình á, các bạn tìm là sẽ thấy. Coi rồi các bạn sẽ biết cách mà để mình chụp tối nó đẹp hơn à. Còn về cái vấn đề mà sử dụng chế độ nào thì mình cũng nói nha, ưu tiên khẩu độ thôi. Nên lưu ý là đừng có để độ nhạy sáng quá cao. Trần Linh: hello anh, không biết anh có video hướng dẫn sử dụng flash cho người mới bắt đầu sử dụng flash rồi không anh Nghĩa? Có mà bạn, lên tìm đi bạn, mình làm nhiều video về flash đó. Nhưng mà những cái điểm đơn giản nhất về cái đèn flash khi mà các bạn mới sử dụng á, là các bạn phải đèn flash bắt buộc nên có high speed sync. Nếu không có thì cái tốc độ của máy nó chỉ đạt tới 1/200 thôi. Và nếu nó chỉ tới 1/200 thôi á, thì nó sẽ những cái hậu cảnh của người mẫu của mình á, đa số trường hợp là nó sẽ bị rất là tối. Nếu như mà các bạn chụp tối, tại vì ánh sáng của nó chỉ tập trung vào chủ thể thôi. Đó, cho nên nếu mà các bạn muốn duy trì được cái độ sáng của toàn khung ảnh á, thì máy nó phải có high speed sync. Cái đèn chứ, nó phải có high speed sync. Cùng với đó là cái chế độ đo sáng của các bạn nữa, đừng có đo điểm. Mà mình đo ở trong Nikon nó là đo ma trận đó, phải không? Còn ở trong Canon là nó đó là đo evaluate mirroring. Mình không có chắc bên Nikon nha, tại vì những cái lần mình sử dụng Nikon á, mình đo sáng mình thấy nó bị rối loạn tùm lum hết á. Tại vì mình không quen, mình xài Canon mình qua mà. Thì bạn nào biết thì correct cái đó cho mình. Nguyễn Trúc Phiên: anh ơi cho em hỏi, em nghe người ta nói 6D chụp lên bị ám xanh hoặc ám vàng phải không anh? Không phải đó bạn, ám xanh hay ám vàng á, đó là do cái white balance, là cái cân bằng trắng với lại cái picture style của bạn, tùy theo bạn chỉnh thôi, với lại bạn shift. Còn lên xem cái video mình mới làm á, chụp chân dung da trắng hồng á, thì mình có làm về white balance với shift rất là nhiều, các bạn có thể coi là cái này. Trịnh Thành Long: anh còn nhớ là anh về tặng quà cho em không đây? Sinh nhật mới tặng quà, giờ về hội tặng quà cái gì? Chơi đi. Không biết tặng gì, chắc tặng cục xà bông trong tay tắm quá. Em mới dùng D7000 với Tamron 1750 Non-VC. Em thấy có độ nét khá kém và chụp hơi chán. Anh có thể giải thích cho em được không ạ? Em tính mua lens fix 50 f1.8, chất lượng có cải thiện nhiều không? Lens fix 50 f1.8 như là mình đã có chia sẻ với các bạn rất là nhiều khi mà các bạn mua một cái lens của hãng thứ ba nha. Cái lens của hãng thứ ba là nó chỉ mô phỏng lại cái công nghệ của cái hãng chính đó thôi. Cho nên sử dụng thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp được những vấn đề. Và sau một cái khoảng thời gian sử dụng lâu dài nữa thì nó sẽ bị nó lỗi cái lỗi back focus á. Là cái điểm lấy nét của nó, các bạn sử dụng quá nhiều rồi bây giờ nó không còn chính xác nữa.
mình muốn chính xác thì mình phải đem ra hãng mình sửa lại, mình cho người ta chỉnh lại. Thì cái vấn đề mà các bạn hay thường gặp phải những cái hãng thứ ba này á là nó không có được bền, cùng với đó là chất lượng hình ảnh của nó chỉ đạt tới mức độ sử dụng được thôi, chứ nó không có phải là xuất sắc. Cho nên lúc nào mình cũng khuyên các bạn là nên mua hàng chính hãng hết á. Giống như các bạn bây giờ mà các bạn xài một cái bánh xe của một cái hãng giống như xe Honda đi đúng không, các bạn xài cái bánh xe của Honda là nó tốt hơn, chứ bạn gắn mấy cái mâm này kia vô nhìn thì nó đẹp thiệt, đẹp mắt ngay lúc đó thiệt, nhưng mà cái chất lượng của nó đâu có bền bằng cái đồ chính hãng đâu. Thì đây là những cái mà mình khuyên các bạn nên lưu ý thôi. Còn về cái lens nó chụp ra như thế nào, tấm hình của bạn thiếu nét hay là bị sao đó, bạn phải cho mình coi tấm hình mình mới biết được. Mình mới coi tấm hình mình mới biết được là cái vấn đề của tấm hình này là cái gì. Nó là thiếu tốc độ, khẩu độ chưa đúng, hao nét hoặc là bị lấy nét không có đúng đó, mình phải coi tấm hình mình mới biết được. Đinh Văn Thắng, White Balance Set ngoại cảnh hả, sao cho màu nóng nhiều hơn vậy Nghĩa? À, màu nóng thì tăng độ ca lên thôi, nhưng mà nó cái độ ca của máy á, nó tùy thuộc theo cái lúc mà các bạn custom cái White Balance á. Mà nếu các bạn chưa custom thì tranh thủ làm đi nha. Làm như thế nào á, thì mình đã có làm cái video rồi, mình các bạn bật lên cân bằng trắng á, yếu tố quan trọng về màu sắc của hình ảnh thì bạn, hay là picture size gì đó, picture size cân bằng trắng, tìm đi. Alpha Crew mình có làm hình như năm ngoái hay là năm trước gì đó, các bạn tìm coi lại là cách là mình custom, sau đó là mình sẽ chỉnh cái độ ca của nó cho nó phù hợp với cái ý của mình hơn. Love Rain, yêu mưa hả? Em chào anh Nghĩa, cho em hỏi một chút là khi anh chụp nhóm muốn lấy nét nhiều người thì anh chọn chế độ nào? Mình lúc nào cũng sẽ ưu tiên khẩu độ các bạn. Muốn lấy nét nhiều người phải không, thì mình sẽ tăng khẩu độ lên. Hoặc là nếu mà các bạn muốn duy trì khẩu độ nhập khẩu độ lớn á, có nghĩa là giống như 2.8 hay là 1.8 á, thì các bạn phải giữ một cái khoảng cách nhất định với người mẫu của mình. Hay là các bạn phải có một cái thì cái khoảng cách của mình nó phải vừa đủ để cho cái trường ảnh của mình nó rộng. Thì có hai cách, là một nếu mà các bạn sử dụng lens fix á, các bạn phải đi ngược về, còn không á các bạn giảm cái tiêu cự nó xuống. Cùng với đó là mình giữ cho khoảng cách của người mẫu của mình cho tới cái hậu cảnh nó không quá là xa. Nếu mà nó quá là xa thì cái này là hậu cảnh á, cái này là người mẫu đúng không? Nếu mà nó quá là xa thì cái khoảng cách này lớn như vậy á, thì bây giờ phải giải thích cho các bạn là ba cái khoảng cách nó sẽ tương tác với nhau nữa. Mình có làm video rồi đó, các bạn lên coi đi, chụp lấy nét nhiều người á là các bạn sẽ hiểu liền làm sao ba cái khoảng cách lúc nào nó cũng tương tác với nhau đó. Thì lấy nét muốn cho nó nét hết nhóm á, thì nên khép khẩu lại hoặc là giảm tiêu cự vậy thôi. Còn hiểu rõ hơn nữa thì lên xem video đi bạn. Hoàng Tú, cho em hỏi, trên một cái máy APS-C cụ thể là Sony A6300 thì lens 18-50, không phải, lens 50 f1.8 có tiêu cự là 75 và lens 18-7 lên có lúc ok, thì lens sẽ xóa phông tốt hơn cùng một khung ảnh ra nhỉ. Không có thể nào so sánh một cái lens, tại vì cái khi mà bạn xóa phông bằng tiêu cự á, nó sẽ khác hơn là xóa phông bằng cái khẩu độ. Thì cái khẩu độ ngoài cái việc mà nó giảm cái trường ảnh của bạn á, là nó sẽ cho rất là nhiều ánh sáng đi qua bức hình của mình, cho nên cái cách mà cái khẩu độ nó xóa nó sẽ đẹp hơn. Theo mình thôi, có nhiều người ta lại thích cái tiêu cự, tại vì khi tiêu cự nó xóa hơn á, thì nó không có mở cái khẩu lớn hay như vậy, thì cái bokeh nó ra rất là tròn, rất là đẹp. Còn về cái vấn đề mà theo mình nói là không có so sánh được. Còn các bạn phải chú ý nữa là trên máy crop á, không phải lúc nào nó cũng tăng tiêu cự của cái lens lên giống như vậy thôi. Đó là cái lens đó người ta sẽ làm ra là cho cái máy nào. Thí dụ mà cái lens làm ra cho crop á, thì cái tiêu cự của nó là đúng vậy. Giống như 18-135 á, các bạn gắn lên thì nó là 18-135. Tại vì cái lens đó làm ra cho máy crop, người ta đã tính toán hết rồi. Thì nó chỉ là 18-135 thôi. Ngoài trừ khi các bạn lấy một cái lens fix mà vừa sử dụng được cho máy crop, vừa sử dụng được cho máy full frame á, thì cái tiêu cự nó sẽ tăng lên. Tại vì cái máy full frame nó gắn cái lens nó vô là nó 50. Khi mà các bạn gắn cái lens crop vô á, là nó crop lại như vậy, là nó nhỏ hơn 50. Cho nên nó mới là có sự thay đổi. Cho nên khi mà các bạn mua lens á, các bạn phải chú ý tới cái việc là cái lens nó làm cho cái máy nào nữa. Nó vậy. Bên đó mấy giờ Nghĩa? Hiện giờ là 9 giờ 27 phút, 3 phút nữa là mình vô rồi nha. Việc anh mới tập chụp nên chọn flash nào rẻ tiền xíu ra. Cảm ơn anh.
các bạn mua đèn flash ở Việt Nam á, thì các bạn nên hỏi mấy bạn Việt Nam, tại vì cái thị trường nó không có giống nhau, cho nên mình không biết cách nào mà để nói cho các bạn chọn hết đó. Còn việc mua đồ làm sao á, thì các bạn cũng biết rồi, tiền nào của đó, cho nên các bạn mua cái đồ càng muốn rẻ thì cái chất lượng nó sẽ không bằng cái đồ mắc tiền hơn. Nhưng mà nếu mà không có điều kiện á, thì mình thấy ở Việt Nam những cái bạn xài flash Yondu rất là nhiều, có thể tham khảo. Còn nếu mà muốn mua một cái Yondu á, cũng phải nên chú ý tới là có hai spacing nha. Tại vì có nhiều lần các bạn đưa những cái đèn tới, cái lúc mà mình về Việt Nam á, thì cái đèn không bật, không kích hoạt được hai spacing, mà những có những cái lại kích hoạt được, cho nên nên chú ý. Còn về cái vấn đề mua thế nào thì nó tùy thuộc theo bạn thôi, tại vì mình đâu biết khả năng tài chính của bạn như thế nào đâu. Phạm Huy, không được nói nha, không được nói vậy nha, ta biết á. Lớp rain chụp giữa trời tuyết thì mình nên chú ý gì hả anh? À, chụp giữa trời tuyết thì nên chú ý gì hả? Nên chú ý tới tốc độ chụp nhiều. Tại vì tốc độ nó sẽ ảnh hưởng tới là bạn muốn cái tuyết nó rơi thành một cái tia, hay là nó rơi ngưng động cái cục tuyết luôn. Tùy theo cái lúc đó là tuyết như thế nào nữa. Có nhiều lúc nó tuyết giống như là mưa vậy đó, nó cái hộp nó nhỏ xíu mà còn có nhiều tuyết nó, có nhiều lúc mà cái nhiệt độ nó cao, tuyết nó động lên một cục bự vậy nè, nó rớt xuống, thì nó tùy thuộc theo nữa đó, mà cũng khó nói lắm. Thùy Dương, vấn đề này Nghĩa nói rất nhiều lần rồi nè. Đúng rồi Dương, mình nói những cái vấn đề nó đi nó lại hoài, tại vì nó là vậy á. Có nhiều người ta chưa coi được hoặc là người ta chưa hiểu á, mình phải cứ nói đi nói lại rồi một vấn đề là nó như vậy. Hoàng Tú, đang có lens 18-135mm f4 rồi nhưng không biết có nên mua thêm 50mm f4 không? F1.8 rõ là hơn low light rồi, ngoại trừ thị sát phong như thế nào em rất quan tâm. Đó, như nãy giờ anh có chia sẻ đó, là cái khẩu độ 1.8 chắc chắn nó sát phong là sẽ đẹp hơn rồi. Tại vì ngoài cái việc sát phong là nó có nhiều ánh sáng hơn vô bức ảnh của mình, nó đẹp hơn. Với lại lens fix á, cái lens 18-105 á, nó cũng là cái lens đa dụng thôi, thì chắc chắn cái chất lượng hình ảnh của nó không bằng cái lens fix rồi. Những cái lens fix người ta làm ra là cái chất lượng của nó ở ngay cái tiêu cự đó chắc chắn nó sẽ hơn so với những cái lens đa dụng. Nó không có tiện bằng thôi. 15 phút rồi anh ơi, ok. Ok các bạn, còn nhiều câu hỏi quá mà giờ không trả lời được, tại vì tới giờ rồi, giờ mình phải đi rồi. Cảm ơn các bạn đã lên coi video nha, hẹn gặp lại các bạn sau. Trả lời một câu nữa đi, Nguyễn Quốc Cường, anh Nghĩa thấy lens 70-300 của Tamron thế nào anh Nghĩa? Ok bạn, bạn sử dụng cái lens đó để chụp chân dung hoặc là chụp tele thì nó cũng ok rồi. Nhưng mà như lens của hãng thứ ba thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi nha. Ok, thôi chào các bạn. Cảm ơn nha, cảm ơn các bạn đã coi video nha.